Cũng trong ngày 26 tháng 10, tại đồi chè thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình khai mạc lễ hội trà đường hoa năm 2024. Đây là hoạt động thường niên nhằm quảng bá và tôn vinh những giá trị của thương hiệu trà đường hoa của huyện Hải Hà với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, du lịch đặc sắc và hấp dẫn. Lễ hội trà đường hoa nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm trà đường hoa cũng như lịch sử 60 năm hình thành và phát triển của vùng trà tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, có phần nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá, thu hút ngày càng nhiều hơn các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến trà, phát huy hiệu quả tiềm năng vùng trà đường hoa Hải Hà cũng như các tiềm năng lợi thế về thiên nhiên, văn hóa, con người của huyện trong phát triển du lịch. Trong khuôn khổ lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc, các hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn, triển lãm, giới thiệu sản phẩm trà và các sản phẩm ô cốp, ẩm thực tại địa phương. Đặc biệt du khách sẽ được xem thi hái trà, thi sao trà, thủ công truyền thống, thi chế biến món ăn, đồ uống mang hương vị trà.